Dạ, xin chào tất cả các anh em, mình quay trở lại với kênh YouTube Quỳnh Tuyên Quang của em nhé. Hôm nay em về được một lô mi mái các anh ạ. Để em ra lần lượt từng con, mời các bác cùng hỏi nhá. À, rồi em sẽ quay từng con cho anh em xem. Lần này mi mộc rất là nhiều luôn anh em nhà mình ạ. Bác nào cần trung tâm đi chống mi mái thì anh em có thể liên hệ kênh Quỳnh Tuyên Quang của em nhé. Của em Quỳnh là 0983 936 899. Ở ngoài này ánh sáng hơi yếu nhưng mà video clip này em cũng lên để cho cả nhà mình xem qua thôi, chứ còn clip cụ thể hay là từng con kỹ thì cũng chưa xem được nha các bác nhé. Chim này giá dao động từ 7-800, 900, 1 triệu, 1 triệu 2 tùy con cả nhà mình ạ. Này là đang hỏa nó sợ. Đều là hai em đi xòe này cả nhà, hai em mái xòe hết này. Quê con lấy cái khăn kêu con phủ con đầu tiên cho mẹ với nó hơi nhảy nhiều. Chim nó mới ra khỏi học, nó đang hoảng đấy các bạn. Đây em chim thứ ba này anh em. À, con phủ rồi chứ. Con không biết à? Đó, các bác ơi, em mời cả nhà mình cùng xem qua, nói chung khó xem đúng không cả nhà? Đây, con thủ nhảy đi. Con đây nhảy ngay. Đi đâu? Nói chung là chim về tối nên là vất vả lắm cả nhà. Chim về muộn rất là vất vả. Em ngày mai anh em nhà mình nhá, bác nào mà cần xem chim hoặc đi chống mi mái anh em có thể liên hệ qua Zalo của em Quỳnh để em Quỳnh quay cụ thể từng em cho các anh nhà mình xem nhé. Hôm nay ở chỗ này em không có một cái bóng phụ ấy nên là nó khó xem lắm cả nhà mình ạ. Chắc là phải kết thúc video thôi để ngày mai em sẽ quay cụ thể cho cả nhà mình nhé. Nói chung là chỉ muốn thông báo với cả nhà là mi chống mi mái em về cực kỳ nhiều, số lượng lớn. Anh em nhà mình đang có nhu cầu sưu tầm về chơi, về khách buôn, khách khách sỉ, khách lẻ em đều có, nên là anh em đang có nhu cầu sưu tầm thì anh em ủng hộ em Quỳnh nhá. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video clip trên kênh Quỳnh Tuyên Quang của em. Bye bye mọi người.